Chị làm gì đấy? Chị đuổi vịt á? Bạn chi bắt vịt? Chị ơi, chị ơi, sao chị bắt được vịt? Cái này đang chơi gì đấy con? Con đang chơi băng bóng à. Thế à? Con chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Hôm nay con với chị đang chơi băng bóng này. Các bạn ơi, mình nghe thấy tiếng là tiếp đấy. Các bạn có muốn đi chơi là tiếp với mình không? Xin chào các bạn chưa? Đấy, bạn chị đang đi theo sao kia kìa. Đấy, bạn là đang thả cả con ra nhá. Rồi, cái nào ơi. Bây giờ mình thả nó ra xong là bây giờ mình đi lấy cám để cho nó ăn nhỉ? Ờ. Hai chị em đang lấy cám đây này, rất là nhanh luôn đây này. Ông Hồng của ai? Hả? Ông của em chi? Thế là ăn thôi nào. Thế này, cứ mỗi buổi sáng nhá là hai chị em lại đi chân gà đấy nhá. Cái nào ơi, hôm nay mình có gì đặc biệt nhỉ? Để khoe với các bạn đi. Đấy, rất là nhiều gà con luôn nhỉ. Chị ơi, cho gà ăn đi con. À, Duy Nhi bắt gà. Con quái ra cho nó ăn, con quái ra cho nó ăn đi nào. Ơ gà đàn gà con nó đâu rồi? Đây à. À nó ra đằng này rồi đúng không? Chưa, con quái ra đằng kia để cho mấy cái chú gà kia nó ăn kìa, gà trống kìa. Ừ. Làm gì á? Chị đi bắt gà chứ? Chị đừng đi đuổi gà nữa con, cho nó ăn đi đã. Nấm cám luôn á? Gà con chứ gì? Đấy, bạn ngân hàng nha, đang muốn khoe những chú vịt nha. Ui, các chú vịt đã về lớn nhanh đấy con. Con ơi, quả ra cho nó ăn. Ôi, sao con vịt lớn mỏng lên thế nhỉ? Sao con vịt lớn mỏng như thế? Con vịt lớn to nó còn hình cánh tiên kìa. Cánh tiên đây, con thấy có hai cái cánh nó ngẩng ngẩng lên không? Kìa, yeah, bạn Chi còn đi nghịch vịt ngan chứ. Ơ. Chi ơi, cho nó ăn đi con. Cứ thích đi sờ thôi. Con ơi, con cho ăn hay là con đá đây? À, con muốn vịt rồi nào.
con thả bay đi hả bay, con thả đi xong là con quả cho nó ăn đi. Ừ, nó mới về đấy. Chị làm gì đấy? Chị đuổi vịt á? Bạn chi bắt vịt? Chị ơi, chị ơi, sao chị bắt được vịt? Chú vịt đi, chú vịt đi, chân nó mỏi hay sao ấy con ơi, con cho nó ăn đi, nó bị liệt chân ấy đấy. Con cho nó ăn. Con đừng rúi nó ăn đi. Không, con cứ quái ra nó khác ăn. Đấy. Đấy. Con ơi con thả ra nó khác ăn mà. Chưa. À. Dường như là mà hai chị em toan thích sờ mới bắt, muốn bắt vịt thôi. Vì cánh tiên, vì cánh tiên nó to nó khó bắt lắm đấy con ạ. Chị ơi, cho nó ăn chưa? Ăn rồi á? Hôm nay nhá, cùng bạn Ngân Hà đi xem đàn gà phơi nắng như nào nhở. Đấy, hai chị em đã cho gà mới vịt ăn xong rồi, để xem các chú như nào nhá. Cái gì ấy? Cá đẻ trứng á? Chị ơi, đi theo chị đi. Đây này, đàn gà. Nhưng mà ba thấy chú gà phơi nắng ở đây này. Đấy. Gà trống chuồng đây luôn. Nhờ. Đây là một chú gà lùn đang phơi nắng này. Gà lùn đây đúng không? Gà chân lùn đây à? Người ta kiểu như gà tre ấy nhỉ? Nó đang đi qua cầu. Một chiếc cầu. Xoài thế. Các bạn ơi nhìn thấy không? Hôm nay năm nay bạn Ngân Hà nuôi được nhiều mít nhỉ? Đấy. Cái mít là bạn Ngân Hà ngày xưa trồng đấy. Chị ơi, mít nhà mình như nào nhỉ? À cái mít à? Ăn vịt đi đâu rồi nhỉ? Thế à? Hai chị em đã cho gà mấy vịt ăn xong chưa nhỉ? Chào tạm biệt các bạn đi con. Tại nhà TV nha. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nhé. Bye bye.